bị mẹ bạn trai chê không bằng giúp việc nhà bà. Tôi đáp lại một câu khiến mẹ anh sốt ngất. Đúng là so về ngoại hình và khả năng nội trợ, tôi tự nhận mình không bằng giúp việc nhà nam thật. Nhưng tôi không vì đó mà buồn. Vậy thì cô con dâu tương lai đã đáp trả mẹ chồng tương lai như thế nào khiến bà sốt ngất như vậy? Cũng như là để biết rõ hơn về những tình tiết xảy ra trong dòng tâm sự. Sau đây, Tasha xin được phép đọc chi tiết nội dung của dòng tâm sự để gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Trước khi quen Nam, tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chồng cũ của tôi ngoại tình. Cũng may hai đứa chưa có con chung, nên sau khi ly hôn, chẳng còn dây mơ rễ má gì nữa. Nhưng nỗi đau bị phản bội khiến tôi khó lòng nguôi ngoai được. Sau giờ làm việc, tôi thỉnh thoảng đến quán rượu để làm vài ly giải sầu. Hôm đó không ngờ lại gặp Nam. Vì làm cùng công ty, thấy tôi say lại không biết nhà tôi ở đâu, nên anh đành đưa tôi vào khách sạn. Cả đêm hôm ấy, anh ở lại chăm sóc cho tôi mà không làm chuyện gì đi quá giới hạn. Chính vì hành động đó mà tôi có ấn tượng rất tốt về Nam. Về sau cũng chú ý đến anh nhiều hơn. Không lâu sau, chúng tôi trở thành một cặp. Nam tuy là trai tân nhưng không hề để ý đến quá khứ của tôi. Yêu nhau gần một năm thì anh đưa tôi về nhà ra mắt. Chúng tôi làm ở thành phố, còn nhà anh ở ngoại ô, nên đi lại cũng không mất quá nhiều thời gian. Bố anh đã qua đời, em trai thì đi học xa nhà, nhà chỉ còn mỗi mình mẹ. Vì gia đình cũng có điều kiện, sức khỏe của mẹ anh lại không được tốt lắm, nên nhà có thuê một cô giúp việc, vừa lo cơm nước, vừa chăm sóc cho mẹ, vừa bầu bạn cho bà đỡ buồn. Nghe Nam kể, cô gái này học hết cấp 3 ở quê thì lên thành phố kiếm việc làm. Cô ấy vừa hiền lành, chăm chỉ, lại nhanh nhẹn, làm rất được việc nên mẹ anh quý lắm. Nhưng điều tôi không bao giờ ngờ được là ngay lần gặp mặt đầu tiên, mẹ anh lại so sánh tôi với cô giúp việc nhà bà. Khi ngồi trò chuyện, biết tôi là gái một đời chồng, bà liền thay đổi thái độ, bơ đẹp tôi rồi sau đó ríu rít trò chuyện với cô bé giúp việc. Đến giờ nấu cơm, mẹ anh lại bảo cô giúp việc ngồi chơi để tôi vào bếp trổ tài. Bà nói, cơm con bé nấu mẹ ăn quanh năm rồi, nay bạn gái con đến nhà chơi thì cho mẹ nếm thử tay nghề đi, có được hay không? Tôi nấu ăn không ngon, Nam biết điều đó nên vội vàng từ chối, nói đỡ cho tôi. Không ngờ mẹ anh lại cười nửa miệng rồi buông một câu như thế này. Con nhìn người kiểu gì vậy, còn không bằng cả ô xin nhà mình. Ngoại hình thì xấu xí, cái nết cũng chẳng được gì. Không biết nấu nướng và làm việc nhà, chẳng trách bị chồng bỏ cho là đúng. Phụ nữ mà không biết nội trợ thì vứt đi. Từ đầu đến cuối, mẹ anh đều không nhìn tôi mà chỉ nói chuyện với Nam. Nhưng rõ ràng, bác ấy cố tình nói cho tôi nghe. Đúng là so về ngoại hình và khả năng nội trợ, tôi tự nhận thấy mình không bằng giúp việc nhà Nam thật. Nhưng tôi không vì đó mà buồn. Điều tôi buồn và thất vọng hơn cả là thái độ của Nam. Mẹ anh nói tôi như vậy, nhưng anh chỉ cười gượng rồi nói lại một câu cho có lệ. Ơ kìa, sao mẹ lại nói như thế? Anh không bảo vệ hay bênh vực tôi được một câu. Mẹ anh thì vô duyên đến mức quá quắt. Biết cuộc tình này không có tương lai, có cửa nhau về cũng khó sống, nên tôi chẳng kiên nể gì mà đáp lại lời mẹ anh. Dạ, cháu có một số điểm chưa bằng cô giúp việc nhà bác, nhưng so về sự nghiệp và tiền bạc thì cháu lại hơn. Cháu là sếp của anh Nam, nếu như cháu muốn, anh ấy có thể bị mất công việc mà bác đang tự hào đấy ạ. Mẹ anh sốc đến mức muốn ngất xỉu. Nam thì nhìn tôi như trách móc vì không giữ thể diện cho anh. Anh càng như vậy, tôi càng thấy thất vọng về anh. Vừa yếu đuối, vừa thích sĩ diện hảo. Nói xong, tôi đứng dậy chào mẹ Nam rồi ra về.
Dù anh chạy theo níu kéo, mẹ Nam cũng xuống nước xin lỗi, nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì nữa, một đi không ngoảnh lại. Dòng tâm sự thứ hai, tái mặt khi mẹ chồng nói lý do chưa muốn sang tên sổ đỏ cho vợ chồng tôi. Vợ kè kè bên cạnh mà chồng còn hư hỏng. Khi tôi đi làm xa thì anh ấy còn tệ đến mức nào. Thế nên tôi rất muốn được bố mẹ chồng sang tên sổ đất trước khi tôi đi xuất khẩu lao động. Đầu năm vừa rồi, chúng tôi rất bất ngờ khi biết bố mẹ chồng đã sang tên sổ đỏ cho anh trai chồng. Vợ chồng tôi làm nhà đã 3 năm, thế mà chưa bao giờ bố mẹ có ý định sang tên đất. Vì vậy, chồng tôi liên tục hối thúc ông bà làm sổ. Thế mà lần nào nói đến chuyện đất đai, gia đình cũng xảy ra cãi nhau, khiến tôi rất chán nản. Có lẽ anh cả khéo ăn nói nên được lòng bố mẹ, còn chồng tôi thì tính tình thẳng thắn, lại hay cãi ông bà nên bị ghét bỏ. Tôi từng than phiền với chồng về chuyện ông bà đối xử thiên vị giữa các con. Lúc đó chồng tôi cũng bức xúc và bảo rằng từ nhỏ đến lớn anh làm gì cũng khiến ông bà phiền lòng và không tin tưởng. Ngược lại, ông bà rất quý mến và tin cậy những việc anh cả làm. Chồng tôi nói nhiều lúc có cảm giác bản thân mình như là con nuôi của bố mẹ vậy. Mấy tháng nay, công ty của chồng tôi ít việc, lương không đủ chi tiêu nên anh ấy đã vay tiền trên mạng. Đến khi số tiền gốc và lãi lên đến 400 triệu đồng thì anh mới chịu nói sự thật cho vợ biết. Từ trước đến nay, tôi vẫn nghe thấy mọi người vay nặng lãi, nhưng không nghĩ sẽ có một ngày gia đình mình cũng rơi vào tình huống éo le như thế này. Trong nhà không có tiền, tôi buộc phải nói sự thật cho bố mẹ chồng biết. Ông bà rất tức giận khi biết chuyện chồng tôi đã gây ra. Nhưng vì thương con và thương cháu, nên ông bà vẫn phải muối mặt để đi vay tiền khắp nơi để giúp chúng tôi. Sau khi nợ trên mạng đã trả hết, mẹ chồng bảo chúng tôi phải tu chí làm ăn để sớm ngày trả nợ cho anh em họ hàng. Ông bà chỉ đứng ra vay giúp, chứ không có nghĩa vụ trả nợ. Tôi nói sắp tới tôi sẽ đi xuất khẩu lao động nước ngoài để trả nợ cho chồng. Tôi mong ông bà sẽ phụ giúp trông nom các cháu trong khi tôi vắng nhà. Mẹ chồng bảo để chồng tôi đi kiếm tiền, còn vợ thì phải ở nhà chăm sóc con cái. Chồng tôi nói không muốn đi làm ăn xa. Nghe câu nói của con trai, bà tức giận mắng. Nhà có đàn ông lại để vợ yếu đuối đi làm kiếm tiền trả nợ cho chồng. Bố mẹ thật sự rất thất vọng về con. Cũng may mà bố mẹ chưa sang tên sổ đỏ cho con. Nếu không, chắc bán nhà lúc nào cũng không hay. Không biết khi nào bố mẹ mới hết lo lắng cho con đây. Thì ra, bố mẹ không tin tưởng chồng tôi nên không dám sang tên nhà. Tôi rất sợ mình vất vả làm ăn bên xứ người để trả nợ cho chồng. Còn anh ở nhà lại ăn chơi hư hỏng. Và ngày tôi trở về thì chẳng có gì trong tay. Thế nên tôi muốn bố mẹ chồng sang tên sổ đất cho hai vợ chồng tôi cùng đứng tên trước khi tôi đi làm xa, mà không biết phải nói sao. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!